Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh Món Chay Mỗi Ngày. Hôm nay em vào bếp chia sẻ cả nhà một món chay rất là ngon được làm từ nấm. Đó là món nấm sốt cam. Món ăn này sau khi hoàn thành rồi, nấm thì giòn sần sật nè, vị thì chua chua, ngọt ngọt, cay cay nhẹ. Món này mình có thể là làm đãi tiệc, các bữa tiệc nho nhỏ của gia đình, hoặc là mình dùng để ăn kèm với cơm cũng đều rất là ngon. Cách làm món ăn này thì rất là dễ. Bây giờ mời cả nhà mình cùng em vào bếp nha. Ở đây em có là 150g nấm đùi gà xay nhỏ, hay còn gọi là nấm đùi gà baby đó cả nhà. Khi mình mua về thì mình ngâm với nước muối pha loãng, sau đó mình rửa sạch lại với nước nha. Thì hôm nay em sẽ tạo hình cái nấm này thành con sứa nha cả nhà. Thì mình sẽ cắt ở dưới cái phần thân nấm như thế này ha. Đó, mình một nấm như vậy á, thì mình có thể là cắt ra làm 8 hoặc là làm 6 đều được. Và cả nhà nhớ là cái bước này á, mình cắt nhẹ nhẹ tay và mình nhớ nâng cái nấm nha cả nhà. Mình làm mạnh tay quá, mình không nâng niu nó thì nó sẽ bị gãy ha. Thì cái thành phẩm á, nó không có được đẹp mắt như thế này ạ. Đó, thì nếu mà cái cây mà nó có cái chiều dẹp như thế này, nó không có chiều tròn á, thì mình có thể cắt như thế này. Đó, đây ạ. Em có chuẩn bị sẵn ở đây một cái nồi nước nè. Đó, bây giờ thì em sẽ cho hết cái phần nấm vào đây. Và mình sẽ luộc cái phần nấm này trong vòng 3 phút nha. Thì thỉnh thoảng cả nhà mở cái nắp ra, rồi mình trở trở nấm một xíu để cho nấm nó chín đều ha. Cả nhà có thể là cho thêm gừng và sả vào đây để luộc chung với nấm, để khử mùi nấm nha. Thì cái nấm nó sẽ ngon hơn. Sau 3 phút thì em sẽ tắt bếp và mình sẽ vớt cái phần nấm này ra. Rồi mình sẽ ngâm nấm vào cái thau nước lạnh cho nó nguội bớt nha cả nhà. Sau khi cái phần nấm nó đã nguội rồi thì em có dùng ở đây là giấy ăn nè. Đó, rồi em sẽ cho hết cái phần nấm lên đây. Rồi mình sẽ dùng cái giấy ăn này hoặc là khăn sạch cũng được ha. Rồi mình sẽ thấm cho cái phần nấm này nó khô ráo nước nha. Bây giờ thì em sẽ cho vào cái dĩa này là 3 muỗng canh bột chiên giòn nè. Cả nhà có thể thay thế bằng bột bắp cũng được ha. Em sẽ cho hết cái phần nấm vào đây, rồi sau đó mình sẽ lăn cái phần nấm qua bột chiên giòn nha. Thì khi mình lăn nấm như vậy thì nấm nó chỉ mới áo đều cái phần bột ở lớp bên ngoài thôi cả nhà. Còn phía bên trong nè cả nhà thấy nè, bột nó chưa có áo đều ha. Bây giờ mình sẽ lấy cái phần bột á, mình sẽ áo đều cái phần nấm bên trong luôn nha. Mình cho cái phần bột á, cho nó thấm từng cái kẽ của cái nấm mà lúc đầu mình chẻ đó cả nhà. Thì như vậy á, thì khi mình chiên lên thì nấm nó mới giòn đều, nó mới ngon được ha. Lăn bột xong hết rồi thì bây giờ em sẽ để cái phần nấm qua một bên. Em sẽ đi chuẩn bị cái bước kế tiếp. Ở đây em có là 2 cái củ hành tím, em sẽ băm nhỏ nó ra. Tiếp theo thì ở đây em có một trái cam. Cam này gọi là cam sành đó cả nhà. Và cả nhà chọn cái quả mà nó cho nó mọng nước như thế này nè, để mình lấy được cái phần nước nhiều hơn ha. Và em sẽ lấy cái phần nước của quả cam này ra nha.
Bây giờ thì em sẽ đong nó thành muỗng để xem cái trái cam này em vắt được bao nhiêu muỗng nha cả nhà. Thì tổng cộng thì em sẽ vắt ở đây là 8 muỗng canh nước cốt cam như thế này ha. Rồi, bây giờ thì em sẽ bắt dầu lên, đợi dầu nó nóng, cả nhà thấy đôi đũa nó sôi rồi nè. Mình sẽ cho cái phần nấm đuôi gà vào đây mình chiên nha. Và khi mình cho nấm vào á, cả nhà lấy đôi đũa bung bung cái phần chân con sứa ra như thế này ha, đó để cho nó tạo hình cho nó giống hơn, để cho nó xòe cái chân ra. Khi mình chiên á, thì cái nấm nào mà nó vàng trước á cả nhà thì mình sẽ lấy cái nấm nó ra trước nha. Thì nó vừa hơi vàng thì mình có thể lấy nó ra được rồi. Tại vì mình sẽ chiên hai lần á, cả nhà đừng có để cho nó vàng quá ha. Bây giờ thì em sẽ cho hết cái phần nấm vào chiên lần hai nè. Thì cái bước chiên nấm hai lần như thế này á, sẽ giúp cái nấm mình á, nó được giòn và giòn lâu hơn. Đó, rồi bây giờ mình cứ trở đều, đến khi nào mà nấm nó vàng đều hết thì mình có thể lấy cái phần nấm này ra nha. Rồi bây giờ thì em sẽ cho vào chảo là một muỗng canh dầu ăn, cái dầu mà mình mới vừa chiên nấm xong đó cả nhà. Dầu này nó nóng sẵn rồi thì em sẽ cho cái phần hành tím mình mới vừa băm á, cho hết vào đây. Rồi mình sẽ xào cái phần hành tím này cho nó vàng thơm nha. Khi cả nhà thấy cái phần hành nó vàng thơm như thế này thì em sẽ cho hết cái chén nước cam mình vắt lúc ban đầu đó, gồm 8 muỗng canh đó cả nhà. Mình cho hết vào đây. Rồi mình sẽ vặn lửa cho nó thật là nhỏ lại nha. Rồi mình sẽ bắt đầu là cho gia vị luôn. Thì em sẽ nêm vào đây là 1/4 muỗng cà phê muối, 1 muỗng canh đường và 1 muỗng canh tương ớt để tạo màu cho cái nước sốt nó được đẹp hơn. Thì tùy vào cái độ chua ngọt của trái cam mà cả nhà có thể gia giảm lại cái lượng gia vị ha. Hoặc nếu mà cam nó không có được chua thì cả nhà có thể là cho thêm cái nước cốt tắc hoặc là nước cốt chanh vào đây cũng được. Thì mình cứ nêm nếm rồi cân chỉnh lại theo khẩu vị gia đình. Rồi mình nấu cái phần sốt này đến khi nó sôi già lên rồi nó sánh sệt như thế này nè. Đó, rồi mình bắt đầu cho hết cái phần nấm vào đây. Mình sẽ đảo đều cái phần sốt cho nó thấm đều với cây nấm nha cả nhà. Và cái bước này thì mình sẽ để lửa lớn ha. Thì mình đảo đến khi nào mà sốt nó thấm hết vào cây nấm thì mình sẽ tắt bếp. Bây giờ thì nó đã khô hết sốt rồi. Bây giờ em sẽ tắt bếp rồi mình cho ra dĩa ăn luôn nha. Như vậy là em đã vừa hoàn thành xong món nấm đùi gà chiên giòn sốt cam. Nó rất là ngon. Vị thì chua chua ngọt ngọt, cay cay nhẹ nè. Nấm thì giòn sần sật. Mình có thể kết hợp cái món này với cơm nè. Hoặc là mình dùng để đãi tiệc trong các bữa tiệc nho nhỏ của gia đình cũng đều hấp dẫn và rất là ngon. Hy vọng rằng cả nhà mình sẽ yêu thích cái gợi ý món chay ngày hôm nay. Nếu thấy yêu thích kênh, cả nhà hãy nhớ bấm vào nút đăng ký kênh, bấm vào cái chuông để xem món ăn chay mới nha. Đừng quên like video và chia sẻ về cho bạn bè cùng xem. Bây giờ thì em xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại cả nhà ở các video tiếp theo.